Huynh yên tâm về con trong năm học mới, vài năm trở lại đây, đồng hồ định vị dùng cho trẻ em trở thành mặt hàng hot trong nhóm các sản phẩm công nghệ. Đồng hồ thông minh không chỉ tích hợp các tính năng nghe gọi hai chiều, thoải mái nhắn tin SMS, gửi tin nhắn thoại như một chiếc điện thoại di động. Thiết bị này còn giúp phụ huynh có thể liên lạc, theo dõi được vị trí và cảm thấy yên tâm hơn khi không ở bên cạnh con. Nhiều phụ huynh đặc biệt đánh giá cao tính năng vùng an toàn, cảnh báo khẩn cấp trên thiết bị thông minh này. Không chỉ vậy, nhà sản xuất còn trang bị cho đồng hồ thông minh hàng loạt tính năng nổi bật giúp cha mẹ có thể chăm sóc con tốt hơn như giám sát nhật ký hành trình, đếm bước chân, hay phần điểm thưởng để khuyến khích hay động viên trẻ làm việc tốt. Đồng hồ thông minh Tio còn ghi điểm với chế độ tiết kiệm pin thông minh, chứng nhận đạt tiêu chuẩn chống bụi, chống nước theo chuẩn IP65 để đáp ứng nhu cầu mua đồng hồ thông minh cho con của các phụ huynh. Đầu năm học mới, nhà mạng Mobifone triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn tiêu dùng thông thái, con cái an toàn. Theo đó từ ngày 15 tháng 8 năm 2019 đến hết ngày 14 tháng 9 năm 2019, các khách hàng có nhu cầu mua đồng hồ thông minh Tio từ Mobifone, có thể mua sản phẩm này với giá ưu đãi 1 triệu 100 nghìn đồng, đồng thời nhận quà tặng là một ba lô học sinh sinh xắn tại các cửa hàng Mobifone.